Thưa quý vị, đến nước Mỹ khi đã ở tuổi trưởng thành, nhà báo người Mỹ gốc Việt Nguyễn Quang Trường từng nhiều lần được chứng kiến hoặc tham dự bầu cử tại quốc gia này. Trở về Việt Nam, anh có cơ hội để tìm hiểu tại sao ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được gọi là ngày hội của toàn dân. Xin giới thiệu với quý vị bài viết của anh trên trang 8 và trang 7 báo Nhân dân. Trong bài viết, anh Nguyễn Quang Trường chia sẻ từ những sự thật đã chứng kiến, tìm hiểu trong tôi dấy lên sự biết ơn và lòng tự hào vì đang được sống chứng kiến những ngày tháng tốt đẹp sự tiến bộ xã hội của đất nước trên nhiều lĩnh vực tôi càng tin mọi cử tri sẽ sáng suốt sử dụng lá phiếu bầu cử của mình để lựa chọn được những đại biểu ưu tú hết lòng phục vụ nhân dân đây là thời khắc báo hiệu con thuyền đất nước sẽ vươn tầm xa hơn việt nam sẽ trở thành một đất nước giàu mạnh một nơi đáng sống trên một hành tinh đang đầy biến động Thông tin trên báo Thanh niên sáng ngày 20 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị quốc tế về tương lai châu Á lần thứ 26 theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá với việc đại dịch Covid-19 đã và đang tác động sâu sắc, mạnh mẽ, khó lường đến cục diện thế giới, hơn lúc nào hết, đây là thời điểm đòi hỏi tất cả các nước cần gác lại mâu thuẫn, bất đồng, đoàn kết thống nhất hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, chung tay xây dựng châu Á hòa bình, hợp tác phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong kỷ nguyên hậu Covid-19. Với quan điểm đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 5 phương châm và 6 nội dung hợp tác để các nước chia sẻ và cùng chung tay. Ngoài việc xây dựng các kịch bản tiêu thụ vải thiều trong tình hình dịch bệnh, kiểm soát chặt dịch bệnh và chủ động kết nối với thị trường tiêu thụ lớn, Bắc Giang cũng tổ chức dán tem không Covid-19 trước khi đưa các lô vải thiều đi tiêu thụ. Theo bài viết trên báo Tuổi trẻ, Vụ vải thiều năm 2020 dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nhờ sự chủ động trong xúc tiến và kết nối tiêu thụ, người trồng vải tại Bắc Giang đã có một mùa vụ bội thu. Vụ vải thiều năm nay, ngành y tế tỉnh Bắc Giang đang tăng cường lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho toàn bộ nhà vườn, hộ nông dân, người thu mua trên địa bàn. Sau khi đóng hàng, các lô vải thiều sẽ được phun thuốc khử khuẩn bằng chloramin B, đồng thời dán tem vải thiều không có dịch Covid-19 trên thùng hàng trước khi được vận chuyển đi tiêu thụ. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với giấy phép lái xe do ngành giao thông cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó kiến nghị chưa nhân rộng cấp đổi giấy phép lái xe cấp độ 4 ra toàn quốc do lượng người dân tham gia quá ít. Mời quý vị cùng tìm đọc bài viết trên báo lao động để có câu trả lời vì sao người dân chưa mặn mà với dịch vụ này. Theo bài viết có nhiều nguyên nhân, trong đó việc đăng ký trên cổng dịch vụ công có nhiều khó khăn, Bên cạnh đó, khi sử dụng dịch vụ, công dân phải thanh toán trực tiếp lệ phí đổi giấy phép lái xe vào kho bạc. Trong trường hợp đăng ký không thành công do hồ sơ chưa hợp lệ, việc hoàn trả lại tiền sẽ mất rất nhiều thời gian. Đây cũng là nguyên nhân khiến số lượng hồ sơ đăng ký rất thấp. Xin chuyển sang bài viết trên báo Diễn đàn Doanh nghiệp. Thưa quý vị, biển Hạ Long với hơn 2.000 hòn đảo đủ hình thù lớn nhỏ có sức thu hút mãnh liệt du khách tới từ Nam Châu thế nên vào mùa du lịch, các tàu hầu như hoạt động hết công suất, quay vòng liên tục. Nhưng nay, các chủ tàu của hơn 500 con tàu du lịch, từ sang trọng tới bình dân, giá từ một vài tỷ tới cả vài trăm tỷ một con tàu đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Làn sóng bán tàu du lịch Vịnh Hạ Long bắt đầu kể từ đợt dịch Covid-19 thứ hai, bởi để nuôi sống một con tàu cần rất nhiều chi phí, trong đó trả nợ vay là một áp lực không nhỏ. Du lịch được thiết kế là ngành kinh tế đầu tàu mũi nhọn của tỉnh Quảng Ninh. Dịch COVID-19 đến rồi đi, nhưng vấn đề là bao lâu và liệu các chủ tàu có đủ tiềm lực tài chính để giữ tàu, duy trì tình trạng sẵn sàng hoạt động của tàu khi dịch vụ đón khách được phép trở lại. Thưa quý vị, sau vài năm mua chung cư mini, nhiều người dân khổ sở vì tòa nhà xuống cấp, không khác gì khu ổ chuột trên cao. Trong khi đó, các căn hộ này bán lại không ai mua bởi không được cấp sổ đỏ. Đây là bài viết đáng chú ý trên báo Tiền Phong số ra hôm nay. Khảo sát trên địa bàn Hà Nội hiện có hàng trăm khu nhà ở được gọi là chung cư mini đã đi vào hoạt động hàng chục năm nay. Phần lớn đây là các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, chia nhỏ căn hộ, tự ý nâng tầng trái phép. Các chung cư mini trong ngõ nhỏ dẫn đến nhiều hệ lụy như vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, quá tải về thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Ông Lê Thanh Nam, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, hầu hết các chung cư hiện nay đều không đạt tiêu chuẩn nên rất khó để có thể cấp sổ đỏ cho người dân.